Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình XDS Romaxi 500, một dòng xe đạp đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng với các bác chơi xe, về thương hiệu mà chuyên sản xuất những chiếc xe đạp cấu hình cao và giá cả thì rất là rẻ, thương hiệu XDS. Và cái chất lượng của cái dòng xe này mang lại nó cũng rất là tốt. Xe thì được sử dụng full bộ và búp chuyển động Shimano DOG, đùi đĩa trục rỗng, bánh 26 inch khung nhôm, nước sơn nguyên bản, và toàn bộ xe là được nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Romaxi 500, nước sơn nguyên bản, xe còn rất là đẹp. Các bạn nhìn trên hình, nước sơn thì còn tương đối là mới. Khung nhôm, hầu như là rất ít vết xước, chỉ có những cái vết xước nhỏ, xước răm do đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi không thể tránh khỏi. Toàn bộ dây là được chạy hết âm sườn này. DOG 10 tầng nhíp 3 đĩa. DOG nó thuộc phân khúc gọi là cao cấp của dòng Shimano về địa hình. 10 nhíp 3 đĩa gạt đĩa trên cũng Shimano DOG, full một bộ chuyển động từ đề chuyển số đến đôi tay lắc. Đôi tay lắc đều là DOG hết. Sử dụng phanh dầu của Techo. Sẽ được sử dụng thêm cả ghi đông nó dài. Với những cái ghi đông dài này thì các bác đi đường nó sẽ tạo cái cảm giác lái nó rất là tốt, rất là an toàn. Cảm xúc theo xe. Bánh là Mayer Lovatec bi vòng, bánh bạc đạn. Bánh là 26 inch. Bánh lốp nguyên zin hết. Đùi trục rỗng. Rowell. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt 57 cm. Thì xe nó cũng có size khá là lớn cho các bác, từ khoảng 1m65-66 đến 75-76 cũng là phù hợp. Chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 8.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.